bịch xà lách khổng lồ nha mọi người. Bịch xà lách khổng lồ quá trời dữ rồi. Trời ơi, một cái thao mà không hết bịch nữa. Không có xoài thì mình sẽ bỏ nho khô vô. Nho này nó cũng chua chua như xoài vậy mọi người. Xích. Trứng cút. Cút phải cắt ra mới ngon nha. Quan trọng là này nè, keo găm. Không có keo găm này nó không thơm đâu. Rồi hồ bí nè, rồi cuối cùng là sốt, phải có nước sốt nha các bạn. Lì, con mèo nó thấy cắt là nó tưởng đâu cắt cá nó ăn đó. Đó, mayonnaise, tương ớt nè. Rồi bây giờ mình trộn lên nha. Rồi thử miếng à. Này nó trộn cái vui vậy thôi á, mà cứng mà sao trộn được. Nha. Chấm với mayonnaise với tương ớt ăn đó các bạn. Rất ngon. Thay vì mình ăn snack bình thường rất đơn điệu thì mình thêm cái này vô ăn rất ngon. Rồi tên vậy là đã có một tô snack chọn này, một thao luôn, snack chọn đủ vị.